Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu đến quý bác một chiếc đồng hồ Odo 62 10 côn 10 búa, chơi hai bản nhạc gai, cai lông và badminton, bên điểm giả đánh bính bong. Đây là máy 2410 đời 62 thưa quý bác. Và đã là đời 62 thì tất cả đều là máy hoa dâu thưa quý bác. Nó có kích thước chiều cao em đo được là 59 cm, chiều ngang là 49 cm và mã em để là 2002 để bác tiện theo dõi. Một chiếc đồng hồ nguyên bản được sưu tầm từ đất nước Pháp về. Chiếc đồng hồ này được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1930. Thưa quý bác, và theo hoa văn chạm trổ bên trên là cái bông lúa mạch, hay gọi là lúa mì, rất là đẹp. Đấy, và bên dưới là cái vân gỗ đối xứng với nhau, cực kỳ đẹp. Bên dưới là cái kính, cái thủy vương miện, đấy, hoa văn bên trong. Nó thể hiện sự trang trọng và quả lắc lắc bên trong cái vương miện, thể hiện sự giàu sang và phú quý, có tay nắm cầm thưa bác. Mặt bát giác nằm số nổi chân cài chrome còn rất là đẹp. Đấy, kim đá lúa, đặc kim đá lúa thì đặc trưng cho dòng Odo 6210 thưa các bác. Đấy, em mở bên trong ra để bác xem. Đấy, bên trong thì còn nguyên giấy tờ, đây là khóa công côn này, cái khóa công côn của nó này, và giấy tờ, cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này cũng còn nguyên bác nhỉ. Khóa nâng cót này, và cái bên dưới là có gạt bài. À, bên gai cai lông và badminton đây, gạt sang này sẽ là gai cai lông và gạt sang bên này sẽ là badminton. Đấy, bình thường thì đối với Odo 10 côn chơi bản nhạc gai cai lông và badminton thì đa phần chúng ta nghe bản nhạc gai, bản nhạc vui nhộn, bản nhạc fan, bản nhạc yêu đời, củ gông 121 10 côn thép. Đấy, thì mời bây giờ mời các bác thường âm luôn, hiện tại em đang để bản nhạc gai, mời các bác thường âm 15 phút. Quý bác thấy hay không ạ? Bây giờ cái cần gạt này em sang bản badminton bản truyền thống này. 15 phút. Em gạt lại bản nhạc gai một tiếng. Và thấy nghe âm hay không ạ? Thì bây giờ em sẽ tháo cái bộ máy này ra. Ở đây có cái ốc chí này, thì mình sẽ tháo cái ốc này ra. Thì em dùng chúng đúng cái gông côn thì mình có thể tháo được. Anh nếu mà dùng tô vít mà em dùng cái gông côn được, mình tháo cũng được. Đó. À, và em tháo nó cả ra. Đó. Hai bên là có hai cái ốc cầu, em tháo hai cái ốc cầu ra. Thì em xin đặt cái điện thoại xuống dưới này và rút bộ máy này ra. Xê thùng này. Đó. Em xin đặt cái điện thoại xuống bộ máy xuống dưới nền ghế này. Đấy, nó bị xê thùng, em mở cánh cửa ra thì nó bị xê thùng. Thưa các bác, đây là bộ côn của nó này, em soi kỹ bộ côn này, ở đây bộ côn còn rất là đẹp này, còn rất là đẹp và âm thanh rất là hay. Đấy, như bác vừa nghe đó, tất cả một cái còn đầy đủ thưa các bác.
Và đây là bộ máy của nó, em soi kỹ bộ máy này. Bộ máy ba vách, máy họa dâu. Thì như em đã nói, đã là máy 24 đời 62 thì 100% máy họa dâu bác nhé. Thì máy 24 đời 62, đời 58, đời 57 thì chắc chắn là họa dâu rồi. Đời 54 thì nó có hai đời, một đời máy trơn, một đời máy họa dâu. Bác thấy là bộ máy còn đẹp như mới luôn, không có gì để bàn cãi. Em soi chi tiết để bác xem. Cái video em rất là chi tiết luôn để bác xem. Đấy thì đời 62 thì nó không có chuyện, nó có hai dòng chữ ở đây. Cái cụ ngày xưa gọi là máy hai dòng chữ. Đấy, có chữ Francis ở đây, tức là made in France ở đây. Đấy, ở bên dưới này cần gạt này có máy số 24 này. Các nhìn không ạ? Đấy, số 24, bên dưới số 24 là số series. Cái cần gạt này nó chán rồi, chúng ta muốn xem ra tháo góc ra. Chúng ta nhìn thấy số series bên dưới. Đây này, em ghé máy đi này cũng nhìn này, nhìn được không ạ? Đấy, cái số series này cũng nhìn không ạ? Đây này. À, có nhìn rõ không ạ? Đó, số series. Đấy, em soi rất là kỹ luôn. Và đây quả gang của ga của nó này, nhìn này, quả ga này rất là đẹp. Đấy, em soi để pin vào ong ánh luôn. Nước mạ vàng còn ong ánh luôn. Đấy, em soi vào này. Đấy, khi mà không soi vào nhìn hơi bay bay một chút, màu một chút, mà khi mà soi vào nhìn này, ống luôn. Đấy, bộ máy còn đẹp như mới luôn. Đấy, da vồ có nhìn này cũng còn rất là ngon. Đấy, em soi chi tiết để bác nhìn kỹ hơn về bộ máy có chiếc đồng hồ này. Nó rất là chi tiết luôn. Và em xin lắp lại cái đồng hồ lại như cũ. Em xin đặt cái điện thoại xuống dưới này, thưa các bác. Đó, em xin đặt cái này, lắp lại cái đồng hồ lại như cũ. Đó, khi mà sử dụng đồng hồ thì bác cũng tháo như em. Cũng khoảng độ 6 tháng, 1 năm bác tháo ra, cho ra một lần. Thì đồng hồ nó được bảo sự bền bỉ rất là cao. Đấy, thì tất cả những chiếc đồng hồ như chiếc đồng hồ này thì em có vững đã cho thợ lau dầu vệ sinh, vì thế là chạy hoạt động rất là ngon rồi. Các bác về chỉ được dùng thôi, và khoảng 1-2 năm sau chúng ta mới cần tra dầu cũng được. Tại vì là lúc đầu khi mà đã được quang vững bảo dưỡng rất là kỹ rồi. Thưa các bác, thì em xin nhắc lại là kích thước của chiếc đồng hồ này, chiều cao là 59cm và chiều ngang là 49cm. Cái mã em để là 2002, và giá em xin giao lưu với bác là 109 triệu cho chiếc đồng hồ nguyên bản được sưu tầm từ đất nước Pháp về. Bác thấy bác vừa em vừa thử âm cũng như kiểu là kỹ cho các bác xem rồi. Đấy, cũng như cả tháo máy bác xem kỹ chi tiết đó, và bác thấy một bộ đồng hồ, chiếc đồng hồ rất là đẹp, cực kỳ tuyệt vời. Xin được giới thiệu với các bác. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ cổ Quang Vững.